Mà theo em nghĩ là có cần cho con mình á là đeo đồng hồ Swatch đi học không? Có cần thiết không? Em thấy cái đấy nó hay thôi chứ em không biết là cần thiết không. Tại vì là em thấy nó có thể bấm một nút là nó có thể gọi được cho mẹ hoặc là nói chuyện với bố, thì như thế nó cũng tiện đấy. Nhưng mà có những cái điểm nào mà em cảm thấy là nó không cũng có được thuận lợi không? Ví dụ như là cho con mình đeo một cái gì đó trên người mà nó có giá trị, đúng không? Có giá trị, đúng rồi. Dễ bị. Bây giờ chị không cần biết là cái đồng hồ đó em mua là bao nhiêu tiền. Nhưng mà đối với những cái người ở ngoài á, người ta để ý thì rất là ảnh hưởng tới con của mình. Đó. Đúng ha. Em cũng sợ là ví dụ bạn bè mà nhìn thấy xong bắt đầu tranh giành rồi giật nhau. Nó sẽ là đi học đúng các bạn trong lớp. Ô mày có này nọ kia nữa là một cái ganh tị nữa. Rồi làm cho con mình nó có một cái gì đó động thái không có hay. Đó chính vì chị sợ những điều như vậy cho nên chị không dám mua để cho em cho cũng có con mua chị... nhưng mà em không có cho nó xài. Mua để đó luôn. Tại vì khi mà em thấy được những cái mà bất tiện á nên là em không có cho nó sử dụng. Nãy giờ thì nghe nói thì tại vì em cũng chưa có sử dụng cái đồng hồ định vị. Nhưng mà nãy giờ mọi người nói thì em mới suy nghĩ ra một điều như nè. Mình mua cái đồng hồ để mình định vị con mình là mình biết cháu đang ở đâu. Nhưng mà vô tình mình lại bị tự tin quá vào cái đồng hồ. Đúng rồi. Chắc gì cái đồng hồ đó trên tay con mình hay không. Chính xác. Với một cái nữa như vậy, khi mà mình cho con mình sử dụng một cái món đồ có giá trị mà chắc gì nó biết cái đó là cái món đồ có giá trị và cần thiết. Thế nhiều khi cháu nó nghịch, cháu nó có thể gọi liên tục, gọi cho bố hoặc gọi cho mẹ liên tục, thì con nít mà, thì nó sẽ bấm lên hiện màn hình lên cho. Thứ nhất là nhiều khi đèn nè, thứ hai là thu hút, bởi vì vui quá, mẹ ở trong này nè, cứ gọi hoài thì đâm ra mình có cái tâm lý là mình sẽ bị phiền. Chứ mình đang bận công việc thì mình cứ bấm cho qua cuộc gọi, thì vô tình những cái lúc mà con gặp nguy hiểm con gọi mình lại mình không nghe. Đó là hai cái bất cập. Mà đồng hồ nó cũng có chế độ không làm phiền đấy. Chế độ không làm phiền đấy thì khi mà mình bật lên ấy thì trong giờ học này hoặc là cái lúc mà mình không muốn em bé sử dụng ấy thì tức là mình có thể cái điều khiển được trên điện thoại của mình bật lên thì em bé sẽ không sử dụng được nó nữa, mà nó chỉ như một cái để xem giờ thôi, thì nó cũng sẽ không bị bất cập như vậy. Hơn nữa là khi mà mình bận rộn như thế, ví dụ như em chẳng hạn, sáng không đón được con, tối không đón con mà toàn phải nhờ bố thôi, thì cái đấy nó cũng giúp em kiểm soát được, tức là em có thể bật lên để xem. Để cho bố có muộn hay là sớm để mình còn nhắc nhở bố, đúng không nào? Nhưng mà không thể phủ nhận độ tiện lợi của nó được ấy. Độ tiện lợi của nó thì em vẫn thấy thích. Mình sẽ biết được rõ ràng vị trí của con mình là đang ở đâu. Thứ hai nữa là mình dễ, nói chung là một con mình nó có một cái gì đó là không thích hay là cần ba mẹ đưa về thì nó cũng không có nhờ người khác, mà nó chỉ là gọi qua cho ba mẹ trực tiếp luôn. Và tại sao em cho nó xài là tại vì do là nó đang nó xài cái nó cứ đánh rớt hoài, nó cứ tháo ra tháo vô rồi nhiều lúc chật rộng gì đó thì nó khoe này nọ kia cho mọi người xem về cái đồng hồ của nó, thì là nó cũng lạc mất, là em phải là nhờ những người thân trong gia đình đó đi tìm giùm hộ. Ủa cái đồng hồ định vị mà tìm giùm hộ cái gì bà, định vị là nó lòi cái đồng hồ mà những cái đồng hồ định vị đó là em biết mà nó rất là thời gian mà sử dụng nó rất là nhanh á. Cái nhiều khi nó làm rớt ở đâu hoặc là nó hết pin đó. Hết pin luôn rồi rất là bực mình. Ông chị nói nhiều khi xui rủi thì lỡ nó bị giật, rồi cái người mà giật đem cái đồng hồ đi ở một nơi khác sao? Đúng rồi. Mình... Nó gọi là có hai mặt, gọi là mặt tốt và mặt chưa tốt. Mà chắc chắn là khi mà đồng hồ á, mà họ đã đem ra thị trường á, họ nhất là bán cho nói chung mình đưa cho những đứa con nít đó, thì nó sẽ rất là có nhiều điểm mạnh chứ. Chào, chúng tôi là Siêu Mom Siêu Tám. Mình là Tuyền Mập và mình là mẹ màu mỡ. Mình là Mom Duyên Sán, chị Ivy. Mình là Hana Dương Anh, mình là Mom Lành Mạnh. Còn mình là Mom Cá Tính, Đại Ngọc Trâm. Của chị á, và cái bộ đồ nó không liên quan luôn á. Em nhìn và em đã vậy em phải liên tưởng là Mâm Cá Tính mà ở dưới. Không, sao chị Cá Tính ở bên trong. Ở bên trong ngầm đó. Thế cho mọi người thì đâu là điểm quyến rũ nhất của bản thân mình. Ba người phụ nữ ngồi với tôi ai cũng có điểm mạnh về cái điểm đẹp của mình. Còn mình thì nó không có cái gì. Trời ơi, không dám đâu. Em nhìn chị, em thấy chị có một cái nét thật sự nha, rất là quyến rũ luôn á. Đó là cái nụ cười của chị á. Mở tràn màn hình đi.
Bây giờ theo chị Trâm đi, em hỏi chị Trâm trước là cái điểm mà chị cảm thấy là quyến rũ nhất á là cái điểm nào? Ở người phụ nữ ha, hay là ở bản thân chị? Bản thân của chị. Bản thân chị hả? Mình tự tin về điểm thì gì mình nhất? Trước tiên là mình sẽ nói về bản thân của mình trước đi. Không biết thì bản thân thôi. Sao? Nhưng mà không có nghe chồng nói, có nghe chồng nói, chồng nói là thích nhất là cặp môi của chị. Không nói em đang suy nghĩ liên tưởng cặp môi của chị phải lắm á, Angelina Jolie là phải như vậy nè, cái gu lạ. Rồi còn em à, ôi chết rồi, tự tin tự tin nhiều thứ quá. Không, Hana thì chị nghĩ là nếu gì? Mà nói là tự tin thì chắc là tự tin về một là nụ cười, hai là tự tin về vòng ba. Đúng rồi, tại vì em thích vòng ba của Hana cân đối đó, cũng cân đối thôi, cũng bình thường, nhưng mà em thích vòng ba của phụ nữ nảy nở lắm. Đúng rồi, đối với em thì là nguyên cái body của em. Mọi người có mỗi thế mạnh, nó những đường cong trên cơ thể của bản thân mình không có được rõ ràng như mọi người khác, nhưng mà nó cũng là một cái lợi thế khác. Bởi vì sao? Mọi người là cong vô, còn Tuyền là cong ra vậy nè, hiếm hàng. Nhưng mà nhìn hiếm. Chị rất là duyên dáng luôn đó, có một duyên thu hút duyên vô cùng luôn. Chị chưa nói về bản thân chị đấy. Đấy, giờ chị đang nói rồi mà chị nhìn qua chị Tuyền á, nó mạnh hơn tôi làm chi vậy? Trước á thì là em chưa có gia đình á, thì lúc nào là em đi hát mà lúc mọi người nhìn lên sân khấu thì cũng là nói ngồi trong nhóm bốn đứa là thấy Vivi đó là tướng là chuẩn nhất. Tới bây giờ là em luôn lúc nào trong cái nói chung bị tâm lý về cái tướng của mình á, ngực cái mông là phải đâu đó rõ ràng ra, tuy là có con rồi nhưng mà cũng phải ráng cố gắng theo con Na nè, phải tập luyện hèm hơ đều theo không kịp nhưng mà cũng dáng để mà dứt dát lại cái thanh xuân của mình. Thì là em là cái body của em là lúc này em phải giữ cho nó nhất rồi thôi. Đúng. Sau đó là làn da của mình, chất dáng mà nhì da mà ôi là mềm da cái là vừa mịn vừa có thể là đằng bản thân của mình là em cũng thường hay chăm sóc á, rồi sau đó là làn da của mình cũng vậy, cũng rất là đúng chăm sóc rất là kỹ, nhất là mình đi quay như thế này hay là mình ở ngoài á, trời kỹ lưỡng lắm, không có bỏ rơi đó, không có bỏ rơi bỏ rớt. Người ta nói nhất dáng nhì da mà em có cả hai cái đó luôn. Thôi, em nhìn em lúc nào cũng quá mà nhìn mà chị em nghĩ là cái tập ngày hôm nay là mọi người không cần phải ngại, tại vì chúng ta đang cổ vũ phụ nữ tự tin vào bản thân mình. Tại sao nãy giờ không đề cập đến chồng mình khen mình điểm nào? Nãy chị có nói mà anh này khen rồi, em chưa nói em xin lỗi. Chắc anh thích môi mỏng mà. Thế còn chị? Chị thích điểm nào nào? Gu của chồng em là gu mập mút mũm mĩm. Nói chung là có người những người đàn ông người ta thích đầy đặn và theo ảnh đó là đẹp. Nhiều khi Tuyền ốm xuống sẽ mất đi cái duyên. Không, đúng rồi, em đang suy nghĩ là nếu mà chị cái duyên á, là ốm là cái mặt chị không còn duyên nữa. Em đang mất túi tiền hả chị? Đúng rồi đó. Em thấy cái mặt này nó đang rất là ổn luôn. Ôi, em hồi xem tự ti về vòng 1 của em lắm. Em vòng 1 lép từ hồi mà em bé tí đến lớn lên, mà mẹ em bảo là chờ tí nó lớn là nó sẽ to lên, nhưng mà nó không hề to lên chút nào. Lúc mà em sinh con xong ấy, rồi lúc mà cái tuyến sữa của mình nó lép lại ấy, sau khi hết sữa nó đã trước nó là một màn hình phẳng, thì bây giờ nó nhăn xuống như này đấy, đầy vào trong nó nhăn nhúm á. Ôi nhiều kinh ạ. Ôi em nói gì cảm thấy nó đen sơ mướp vậy, nó rất xấu ấy chị ạ. Mà em bị tự ti thật sự ấy, tức là ngày xưa nếu mà ngực em lép nhá thì em vẫn cảm thấy bình thường, nhưng mà cái lúc mà sinh xong thì nó không còn là bình thường nữa, mà nó là mình bị tự ti ấy. Từ khi sanh em bé xong á là chị tự ti hẳn với cái vòng 3 vòng 3 với lại vòng 2 á. Vòng 3 làm sao hả chị? Nó to ra. Vòng 2 to, vòng 3 to ra nó phải đẹp chứ. Thôi chị lại không thích. Chị cảm thấy nó bị bề bộn lắm. Vướng víu. Nó vướng víu, bề bộn lắm. Nhưng mà sinh xong nó to theo kiểu sệ thì đúng là nó sẽ không được đẹp. Đúng rồi, với đùi á. Vậy nói đi qua nói lại là mình cũng thấy là mình là phụ nữ mà mình sau mà khi sanh á, thì tuy là mình có những cái điểm mà mỡ gì ra nhiều, nhưng mà mình thấy mình rất là mặn mà. Em thấy cái gì đó nó một cái gì đó nó hay hay của người phụ nữ mà người ta khi mà người sinh ta rồi. Sinh rồi như là gái một con trong ngọn mắt đáng nghĩ hai con tướng của Vi á, mình thấy là hồi trước có cái mặt của mình nó không có cái nét gì nó không cái nét gì luôn á, không có muối mà gì hết á, mà bây giờ thì ai cũng nói mặn quá vậy là mặn quá mặn mặn quá hả mặn luôn á. Em thấy phụ nữ nói chung là mình có to ra nhưng mà em thích dáng đậm đà lắm. Về mọi người so ảnh ấy, ảnh của mình trước khi mà mình có chồng xong rồi bây giờ mình đẻ con rồi ấy, rõ ràng là ai cũng sẽ đậm người hơn đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nhìn đẹp ấy, em thấy nhìn đàn bà ấy, nhìn sexy ấy. Cái nét đàn bà nó rất là hay nha. Mình vẫn có một cái sự gợi cảm nhất định, nhưng mà mình không phát hiện được cái điều đó đâu, phải cái người đối diện á, người ta sẽ nhìn ra cái điều đó. Ngay cả bản thân chị bây giờ cũng vậy, khi đăng một tấm hình hay là đăng một cái clip gì lên, đa số là ai cũng khen bây giờ đẹp hơn hồi trước. Em đã tiếp xúc với chị Trâm mà từ lúc mà
trước khi chị Trâm lấy chồng con luôn. Thấy gì trước chị Trâm không bằng bây giờ rất là đẹp. Wow. Mà em thấy nếu mà mình cảm thấy điều đấy ấy, thì nó sẽ phát ra điều đấy. Người ta nhìn mình, người ta thấy mình cuốn hút là bởi vì mình thấy mình cuốn hút á. Thật sự là mỗi người chồng sẽ có một cái điểm thích với mình. Thì là anh Thái thích chị điểm nào? Em chưa biết là nếu mà em không có đẹp thì chồng em có thương em không? Cái điều đó khó nói. Rất là khó nói. Nhiều lúc mình thử xề xòa một lần thì thấy khác liền à. Có một hôm nhá, em bị ốm. Mà hôm đấy em ốm nào nhá, môi em nó sưng. Rồi nhỉ. Trời ơi, hai cái sưng con hà nó bắt ra kiểu nó bị sưng hàm ấy các chị. Mà trông em như người khác ấy. Đó, đúng không? Nó như thế này luôn á. Em kiểu em nhìn vào gương em còn thấy sợ. Xong rồi em mới quay lại em hỏi là em mà như thế này hết đời thì anh có yêu em không? Xong rồi chồng em không ngần ngại bảo không yêu được. Ôi vậy. Trời ơi, tại vì trong mắt rất là chồng em mà. Đàn ông thường là thích vòng 1 hay vòng 3? Đa phần thích vòng 1. Ví dụ mình hỏi người ta sẽ nói theo kiểu khác. Ví dụ bây giờ ngực mình lép chẳng nhẽ người ta lại bảo anh thích vòng. Đúng đúng. Xưa chưa sanh vòng 1 thì kinh khủng luôn. Sanh xong rồi nó teo rồi. Anh Thái thích chị vòng 1 hay vòng 3? Trời ơi, em nói vô vấn đề quá vậy. Trời ơi, mình phải đánh vô cái vòng 2 hay là đi cái vòng bùng binh nữa. Đi nguyên cái vòng bùng binh ra vô mới. Tại vì mà chỉ người ta chỉ quan tâm đến hai vòng đấy thôi. Gắt quá. Người ta quan tâm đến hai vòng đấy nhiều nhất thôi. Không, nhưng mà vấn đề là có những người gu đàn ông là họ thích đi bùng binh nữa là hết toàn bộ luôn. Đúng rồi. Thì đó, nhưng mà không biết là cái gu anh Thái nhà mình là như thế nào đây. Trời ơi, sao mọi người cứ tập trung vô anh Thái quá vậy? Bởi vì ảnh là tâm điểm mà. Trời ơi. Vi thì không có bao giờ hỏi là anh thích ở em ở vòng 1 hay vòng 3. Thì theo Vi nghĩ là chắc là vòng 1 quá à. Tại vì nhiều lúc bận đồ đi, mình bận những cái kiểu áo mà kín kín nó hở. Mà nếu mà cái phần ngực đẩy đà chút xíu nữa thì là rất là ấn tượng đúng không? Hồng ngộn. Đúng không? Không, chị lại thấy như vậy thì nó quyến rũ hơn chứ. Thì đó, ý là em nói là hồng ngộn là đẹp á. Đấy, các chị có định, như chị có định trùng tu lại vòng 1 không? Theo Vi thì có những người thì là thích, cũng thích cái nhỏ, thích ngực nhỏ cũng không thích ngực lớn. Nên là mình vừa đủ xài là được rồi. Chị cũng vậy, chị cũng thích ngực nhỏ. Nhưng em cũng nâng lên chỉ để cho nó ở mức trung bình thôi. Vậy là em là hồi trước là quá dễ, quá lép luôn á. Quá lép với chị ạ. Tức là em không phải là người tự ti về bản thân mình đến cái mức đấy đâu. Nhưng mà thực sự là đối với em là nó không thể chấp nhận được ấy. Nếu mà có cơ hội chị cũng sẽ trùng tu vòng 1 lại. Tại nhưng vì mà đau sau lắm khi sanh đau lắm hả? Đau chết đi sống lại, đau lắm em ạ. Như đẻ không? Như đẻ không? Đau hơn đau đẻ nhiều. Nhưng em đúng thế. Đau đẻ là vòng 1 này hay luôn. Nhưng mà nó xứng đáng lắm chị ạ. Kiểu em chỉ không tự ti về bất cứ một cái gì cả trừ cái đấy thôi. Làm xong em cảm thấy nó mãn nguyện mặc dù rất là đau ấy. Nhưng mà cũng có những cái điểm mà mình phải tự tin trên bản thân của mình. Đúng không? Thôi bây giờ cho chị Đại nói trước đi. Chị Đại đã có bóng nhất tự xét mình nè. Tự tin chỗ nào nhất nè. Tự tin chỗ nào thì phải thể hiện vút chỗ đấy nhá. Đấy, tự tin chỗ nào đứng lên vút chỗ đó một cái thôi. Đôi môi, trời ơi, đôi môi em môi vậy nè. Chị làm cái môi gợi cảm đi. Chị cho mọi người 5 giây bắt đầu. Thôi, nó ghê. Thì đây anh mèo không? Cái đó là ổng đánh chứ đâu chị đó. Bây giờ chị cứ tưởng tượng đi, chị cứ tưởng tượng anh hoàng đó. Đây là nheo là môi giật 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 giật. Em sẽ hướng dẫn là đầu tiên là mắt lim dim mờ đầu nào giật chị. Môi hé nhẹ 3/4 môi hé 3/4 đưa môi dưới ra phía trước những giọt nước mưa. Tự nhận xét gì mình hơi bị khó. Là bởi vì mình đâu có biết là lợi thế mình ở chỗ nào. Hay là bây giờ cho nó dễ thì một ai đó, tức là mọi người nhận xét về điểm đẹp trên người của người khác, xong đó người đấy sẽ khoe cái phần đấy. Bây giờ bốn chị em mình tự nhận xét nhau đi nè. Sao phải việc là tự mình bảo ôi tôi đẹp quá thì cũng hơi quá đúng nó không? Nó buồn cười ấy. Đấy, thôi đúng rồi. Bây giờ mình thể hiện một cái thì mọi người sẽ thấy mình đẹp ở điểm nào. Giờ là để cho tôi 5 giây để tôi tự giải phóng cơ thể để các bạn thấy rằng tôi lợi thế chỗ nào. Nào mọi người giải phóng trước đi. Ok, nhạc nào. Nào. Cái vị này. Rồi. Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn cho bà ngoái nào. Hai. Lúc đi hết mình, lúc về hết buồn rồi quái. Từng từng trời ơi, buồn từng 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 từng. Thôi cái nhạc này cũng không có thấy được rồi. Để tôi tự phiêu nha. Sao chị lại chê em nhiệt tình như thế mà? Không, chị không chê nhưng mà nó không vấn đề là nó không có hợp với chị. Chị 1 2 3 4 5 vô. Nói mà những cái ánh mắt cử chỉ đó là gửi đến đây ông xã. Ôi chị ơi, da gà của em tự nhiên nó nổi lên to quá chị ạ. Chị nói ốc mình không. Thôi được vậy thôi chứ bản thân mình thì mình nghĩ là nó sẽ có những khuyết điểm. Nhưng mà cái lợi thế nhất á là cái ánh mắt. Đúng rồi. Cái ánh mắt của em. Mắt chị đẹp thật đấy. Không, em mắt rất là hấy. Nhưng mà rất là nhiều khi nó biết nói á. Mắt đẹp luôn. Nói mắt chị lắm ấy. Đúng rồi. Nói cái kiểu mà mắt hí là nói là cái miệng nó chúm chím. Cái kiểu mà mắt hí là mắt chúm chím á. Thấy mắt vàng quá. Ôi, mắt biết nói đó. Đúng rồi, nhiều khi mình giận dữ là vậy.
Còn khi mình vui mình vậy. Ôi, còn... xinh mãi, mắc cười luôn. Đang nghi sao chị? Đó, đang nghi đó. Còn mình gợi cảm. Thôi đừng gợi cảm, bớt gợi cảm đó. Thì chị nghĩ ánh mắt là cái nơi mà để truyền thông tin cho đối phương là chính xác nhất. Phụ nữ á thì là đều có một cái vẻ đẹp riêng của mỗi người. Chị Tiền cũng vậy, là cái ánh mắt của chị là một cái lợi thế. Chúng ta cùng sang với chủ đề tiếp theo. Hôm trước ấy, em vừa mới mua cho con em một cái thứ rất là hay. Nó mới đi học, đúng không? Thằng bé mới đi học. Xong rồi em mới nghĩ bảo là làm thế nào để nó có thể liên lạc được với cả bố mẹ, nhưng mà không cho nó dùng điện thoại. Mới có 3 tuổi rưỡi sao dùng điện thoại. Thế là em mới lên mạng em search, thì em thấy bán chớ rất nhiều đồng hồ định vị luôn, mà rẻ lắm ấy. Đúng rồi, 1,5 triệu có, mà 200-300 nghìn cũng có. Đúng luôn. Đúng rồi. Thế là em mới mua một cái 280 nghìn. Xong rồi về cũng phải đi mua sim này, khai đưa giấy khai sinh để đăng ký sim này, xong bắt đầu làm các thứ, xong cuối cùng hỏng béng rơi mất con ốc, bây giờ không dùng được. Mà theo em nghĩ là có cần cho con mình là đeo đồng hồ Swatch đi học không? Có cần thiết không? Em thấy cái đấy nó hay thôi, chứ em không biết là cần thiết không. Tại vì là em thấy nó có thể bấm một nút là nó có thể gọi được cho mẹ hoặc là nói chuyện với bố, thì như thế nó cũng tiện ấy. Nhưng mà có những cái điểm nào mà em cảm thấy là nó không có, cũng có được thuận lợi không? Ví dụ như là cho con mình đeo một cái gì đó trên người mà nó có giá trị ấy. Đúng không? Có giá trị, đúng rồi. Dễ bị. Bây giờ chị không cần biết là cái đồng hồ đó em mua là bao nhiêu tiền. Nhưng mà đối với những cái người ở ngoài á, người ta để ý thì rất là ảnh hưởng tới con của mình. Đúng ha. Em cũng sợ là ví dụ bạn bè mà nhìn thấy xong bắt đầu tranh giành rồi giật nhau, nó sẽ là đi học đúng các đúng. Bạn trong lớp, ô mày có này nọ kia nữa, là một cái ganh tị nữa, rồi làm cho con mình nó có một cái gì đó động thái không có hay đó. Chính vì chị sợ những điều như vậy cho nên chị không dám mua để cho em cho cũng có con mua chị... Nhưng mà em không có cho nó xài, mua để đó luôn. Tại vì khi mà em thấy được những cái mà bất tiện á nên là em không có cho nó sử dụng. Nãy giờ thì nghe nói thì tại vì em cũng chưa có sử dụng cái đồng hồ định vị. Nhưng mà nãy giờ mọi người nói thì em mới suy nghĩ ra một điều như nè. Mình mua cái đồng hồ để mình định vị con mình là mình biết cháu đang ở đâu. Nhưng mà vô tình mình lại bị tự tin quá vào cái đồng hồ. Đúng rồi. Chắc gì cái đồng hồ đó trên tay con mình hay không? Chính xác. Với một cái nữa như vậy. Khi mà mình cho con mình sử dụng một cái món đồ có giá trị, mà chắc gì nó biết cái đó là cái món đồ có giá trị và cần thiết. Thế nhiều khi cháu nó nghịch, cháu nó có thể gọi liên tục, gọi cho bố hoặc gọi cho mẹ liên tục, thì con nít mà, thì nó sẽ bấm lên hiện màn hình lên cho. Thứ nhất là nhiều khi đèn nè, thứ hai là thu hút, bởi vì vui quá, mẹ ở trong này nè, cứ gọi hoài thì đâm ra mình có cái tâm lý là mình sẽ bị phiền. Chứ mình đang bận công việc thì mình cứ bấm cho qua cuộc gọi, thì vô tình những cái lúc mà con gặp nguy hiểm con gọi mình lại mình không nghe. Đó là hai cái bất cập. Mà đồng hồ nó cũng có chế độ không làm phiền đấy. Chế độ không làm phiền đấy thì khi mà mình bật lên ấy, thì trong giờ học này hoặc là cái lúc mà mình không muốn em bé sử dụng ấy, thì tức là mình có thể cái điều khiển được, trên điện thoại của mình bật lên thì em bé sẽ không sử dụng được nó nữa, mà nó chỉ như một cái để xem giờ thôi, thì nó cũng sẽ không bị bất cập như vậy. Hơn nữa là khi mà mình bận rộn như thế, ví dụ như em chẳng hạn, sáng không đón được con, tối không đón con mà toàn phải nhờ bố thôi, thì cái đấy nó cũng giúp em kiểm soát được, tức là em có thể bật lên để em xem. Để cho chưa, bố có đón muộn hay là sớm để mình còn nhắc nhở bố, đúng không nào? Nhưng mà không thể phủ nhận độ tiện lợi của nó được ấy. Độ tiện lợi của nó thì em vẫn thấy thích ấy. Thích. Mình sẽ biết được rõ ràng vị trí của con mình là đang ở đâu. Thứ hai nữa là mình dễ, nói chung là con mình nó có một cái gì đó là không thích thì là cần ba mẹ đưa về, thì nó cũng không có nhờ người khác mà nó chỉ là gọi qua cho ba mẹ trực tiếp luôn. Và tại sao em cho nó xài là tại vì do là nó xài cái nó cứ đánh rớt hoài, nó cứ tháo ra tháo vô, rồi nhiều lúc chật rộng gì đó thì nó khoe này nọ kia cho mọi người xem về cái đồng hồ của nó, thì là nó cũng lạc mất, là em phải là nhờ những người thân trong gia đình đó đi tìm giùm hộ. Ủa cái đồng hồ định vị mà tìm giùm hộ cái gì, bà định vị là nó lòi cái đồng hồ mà. Những cái đồng hồ định vị đó là em biết mà, nó rất là thời gian mà sử dụng nó rất là nhanh á. Nhiều khi nó làm rớt ở đâu hoặc là nó hết pin. Hết pin luôn rồi, rất là bực mình. Ông chị nói nhiều khi xui rủi thì lỡ nó bị giật, rồi cái người mà giật cái đem cái đồng hồ đi ở một nơi khác thì sao? Đúng rồi. Mình... Nó gọi là có hai mặt, gọi là mặt tốt và mặt chưa tốt. Mà chắc chắn là khi mà đồng hồ á, mà họ đã đem ra thị trường á, họ nhất là bán cho nói chung mình đưa cho những đứa con nít á, thì nó sẽ rất là có những cái nhiều cái điểm mạnh chứ.
Rồi muốn để đây là do mình cũng chưa có quen về cái khoa, cái về vấn đề đó nhiều quá. Ý là mình chưa có kỹ thuật số lắm, đúng không? Rồi, tại thời của mình là... Với lại mình không an tâm á. Cha mẹ mà làm cha mẹ đúng là không phải lo lắng. Tức là em nghĩ tới trường hợp xấu nhất. Em nghĩ là em chỉ đơn giản là lúc mà mua đồng hồ định vị cho con ấy, thì em nghĩ rằng là bây giờ nếu mà con có một cái gì đấy để nó chủ động liên lạc với cả bố mẹ thì điều đấy là quan trọng nhất, đúng không? Bất kể lúc nào mà nó cần, mình có thể yên tâm hơn khi mà để cho nó giao tiếp hoặc là làm việc chơi bời ở những chỗ khác. Mình không muốn cho nó dùng điện thoại, đúng không? Thì bây giờ cái đồng hồ nó là cái đơn giản nhất để nó không phải tiếp cận với cả điện thoại thông minh, mà nó vẫn có thể liên lạc và chủ động được với mình. Và nó luôn mang lên tay chứ nó không phải bỏ vào túi hay là để trên bàn nên nó dễ bị mất, đúng không? Đấy, cái đó là những đơn giản. Những cái trẻ mà người ta không có hiếu động, gồm như mấy đứa nó hiếu động rồi nó giật tới giật thích luôn khám phá hơn thì nó cũng khó lắm. Cái bản thân của em cũng vậy, em cũng ít khi nào mà em đeo đồng hồ đó. Khi nào ra đường em mới đeo thôi, là em có khi em chả đeo nữa. Đó, đó là cái tính lẽ của em rồi. Như vậy lúc nào em cũng đeo bên người đâu. Em bé nó mà sử dụng mấy cái đó thì nó sẽ làm cho không tập trung khi mà học. Công nhận luôn. Nó cũng nghĩ suốt ngày đó. Nó cứ đang cô đang giảng thì nó cứ ngồi nó coi đồng hồ nó hôm nay mấy giờ rồi. Nhất là những ngày mà mới đeo á. Đó. Rồi chơi ở trong đó có game nữa. Có game nữa là thôi luôn. Có game mà, có game mà rắn rồi đem game gì nó thấy mẹ nó khoe với mẹ nó rồi hình ảnh. Ô chụp hình này nọ. Thì là nó cứ ngồi đúng nó rồi, sẽ mất tập trung luôn á. Sẽ làm mất cái thời gian học của con là không được rồi. Cái đó là nói về vấn đề phụ huynh. Nếu mà phụ huynh biết kiểm soát con mình và biết gọi là mình đó, chỉ dẫn mình hướng dẫn nó khi nào cần dùng và khi nào không cần dùng và sẽ sử dụng như thế nào là hợp lý. Nhiều khi mình cũng hơi mình deal với mấy cháu một chút là con mà xài nhiều quá là nó sẽ bị hết pin. Mà nếu hết pin mà con gặp trường hợp khẩn cấp còn gọi cha mẹ không được, chắc có lẽ là cũng sẽ sợ, cũng biết. Không tới nổi đâu. Nói chung là mình phải hướng dẫn nó xài ra cho hợp lý thì được. Đó, thì đương nhiên thì nó sẽ phát huy được hết cái tác dụng của cái đồng hồ định vị đó. Không, mà rõ ràng một điều là khi mà mình mua một cái vật dụng nào đó thì nó cũng phục vụ cho cái đời sống của mình. Và đặc biệt là nó hỗ trợ thêm cho cái việc mà mình quản lý con. Nhưng song song đó không phải là lúc nào mà mình có nó rồi cái là lại mình bỏ lơi con mình. Nói chung là mình cũng phải kết hợp. Nhưng mà nó giảm nhẹ bớt cái phần lo lắng của mình. Và giống như là mình không có suốt ngày mình cứ theo dõi con đang làm gì, con đang ở đâu, mà mình biết được đường đi nước bước của con và khi nào mà mình cần thiết, mình cảm thấy trong lòng mình bất an á thì mình liên lạc liền với con. Nó là một cái dụng cụ hỗ trợ thôi chứ nó không phải là một cái dụng cụ là quyết định cái sự an toàn của con hay không. Yên tâm hơn, dù sao thì có nói mình cũng cảm thấy yên tâm hơn, đúng không? Mà cái đồng hồ đó nó cũng có những cái chế độ như là nguy hiểm khẩn cấp, ví dụ như là khi mà mình vấn đề gì đó, như con mình bị vấn đề gì đó thì nó sợ thì có thể bấm một cái là có mặt mình, như mình Superman, Batman gì đó. Tức là trong cái đồng hồ ấy nó chỉ cài được 10 số điện thoại thôi. Đúng rồi. Nó sẽ không thể nào mà liên lạc được với người lạ đâu. Nó chỉ có những người trong gia đình thôi, xong rồi sẽ có SOS để gọi trực tiếp. Trực tiếp. Ngay lập tức gọi nhanh ấy. Em thấy tiện mà. Tiện. Nhưng mà em đeo cho con em thì đầu tiên là nó thích lắm. Kiểu như có một cái gì đấy hay hay ấy mà nó nghĩ là nó đang làm siêu nhân ấy. Biến hình hay chứ, nhân thì cũng có cái hay nhưng mà như con nít mà là tại do nhiều lúc sợ là nó đi nó lỡ đánh rơi rồi. Tới giờ này chị vẫn còn phân vân á, chưa có dám mua cho con á, là sợ đó. Thứ nhất là sợ con không tập trung để học nè. Thứ hai là sợ nhiều khi con đeo một cái món đồ giá trị đó thì sẽ gặp những người xấu nguy hiểm. Nhiều khi dắt con mình đi mình không biết. Do bản thân mình mà khi mà mình sử dụng cho con của mình thì nghĩ là chắc có lẽ là bé cũng đã nhận thức và biết được đó là cái món đồ cần thiết và để sử dụng vào mục đích gì. Chứ còn mà nếu như mà không biết sử dụng vào mục đích gì thì mình đeo cho nó là hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì khi chưa ý thức được sự nguy hiểm, chưa ý thức được sự cần thiết thì mình không nên để nó ra khỏi vòng tay của mình. Như em ấy thì em chốt là em sẽ vẫn mua đồng hồ cho con. Còn em thấy cái đấy... Chị hả? Chắc chị cũng cũng mua thử, chắc có lẽ là mua thử để cho bé đeo thử coi sao. Em nghĩ là chị nên mua cho anh mèo anh thử trước đi, rồi từ từ cho mì gói nó thử sao, nên test ba nó trước đi nha chị. Đúng rồi, ông đi đâu thì chị cũng định vị được hết cho nên không cần. Nếu mà thật sự mà có cái định vị mà chính xác cái ở đâu mà điểm nào luôn là sẽ mua chân thay. Đang địa điểm đấy, ví dụ đang ở quán ăn hay nhà nghỉ hay karaoke thì cái đấy làm sao mà giữa hai cái máy lúc nào là cũng là connect với nhau hết, chặt chẽ luôn.
Mọi người à, tôi thấy rằng mọi người hơi bị cực đoan rồi đấy. Mọi người tại sao phải định vị chồng của mình? Ví dụ như mình định vị để mình biết sự an toàn của anh thôi. À, chứ còn mà nếu như mà muốn biết nữa thì mình gọi thẳng mình video call đi. Nhưng mà theo em thì tại vì do em có hai đứa con gái á, nên là cái việc mà kiểm soát của em á cũng phải cần nhiều hơn. Đúng đó. Nên là em phải mua. Em mà con gái thì em lo. Thì sẽ mua với điều kiện con thì nó ý thức được món đó cần thiết như thế nào. Và món đó nó có giá trị ra làm sao để nó bảo vệ con mình. Khi nào bé ý thức được thì mình mới mua, mua ngay lúc nó cần. Chứ còn không mua vội. Chốt vấn đề ở đây là phải nên mua cho con. Sẽ mua. Sẽ mua hả? Chị Trâm là sẽ mua hả? Mẹ ơi nhớ đưa tiền nha cho anh mẹ. Giữ con trong tầm kiểm soát. Bây giờ em có một cái bí quyết nhỏ nhỏ này hôm nay muốn đem đến chương trình cho các chị. Đấy là tip để cho chúng mình tự tin và quyến rũ hơn. Cái nào mà đừng có hiệu quả mà đừng có mỏi là được. Làm gì có. Giờ tập khúc nào? Hôm nay mình sẽ tập để thon gọn cơ mặt. Trời ơi chết rồi chắc cái miệng khỏi ăn luôn. Ồ thon gọn cơ mặt cái này có mất cái túi tiền không? Có bị mất túi tiền không? Có bị mất túi tiền không? Thích nhất nè. Để mất được thì cũng hơi bị lâu đấy. Thôi nói chung là làm cho cái túi nó gọn gọn mà đầy tiền đi nha. Mọi người hay hỏi em các bài tập thân gọn cơ mặt. Nhưng mà khi mà mình muốn mặt mình nhỏ đi thì đồng nghĩa với việc là mỡ toàn thân của mình nó phải giảm đi. Đúng rồi. Tại vì mỡ nó không có tụ ở một điểm nào, mình không thể giảm mỡ từng điểm. Cái gì vậy? Chị đang tập trước á. Không à. Nghe một cái điều rất là nghịch lý là khi mà Hana nói là thì phải giảm luôn cả mỡ toàn thân nó ôi này căng à. Không, chúng ta bắt đầu nè Hana. Đầu tiên ấy, em sẽ hướng dẫn mọi người mấy cái bài tập cardio nhẹ mà vẫn mặc được váy. Và sau đó thì mọi người sẽ cử động cả cơ mặt nữa. Được không? Được ạ. Bao gồm hai phần. Phần 1 sẽ là cơ mặt trước nhá. Nào bây giờ mọi người sẽ làm mấy động tác này với em nào. Nói o nhá, nào o 10 lần là 2 3 o tiếp o dài cái mỏ về phía trước không đúng rồi rộng cái mồm ra trời ơi chương trình đúng không đập về lại không phải là nó đập về o rồi là o lại đúng rồi sau đó chúng mình sẽ chuyển sang nhưng mà phải banh cái cơ mặt ra, sử dụng cơ hàm của mình nhiều lên một chút nhá. Em có cái này có bị nhăn cơ mặt không em? Mình có căng chỉ không mà sợ đứt chỉ phải không? Mình tập nhiều ấy thì khuôn mặt của mình nó cũng thon gọn lại. Ví dụ như là nếu mà ai mà ăn bị lệch bên ấy, tức là mình nhai một bên thôi sẽ thấy là cái cơ mặt, cơ hàm của mình có một bên nó nhỏ hơn, một bên đúng to rồi, hơn ấy. Khi mà mình cử động nhiều cái cơ mặt thì cơ mặt của mình nó cũng sẽ thon gọn lại một phần nhỏ. Quan trọng nhất là mình phải giảm mỡ toàn thân. Với cả dạ thế bây giờ không cứ nói đi chị, là bởi vấn đề là chị có khuyết điểm thôi, không phải là do em. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một tip, tức là một bài tập nhỏ để trị liệu cho cổ vai gáy. Chúng ta sẽ giảm được đau cổ, đau vai, đau gáy và lưng khi mà chúng ta ngồi làm việc nhiều. Mọi người ngồi nhiều, mọi người có ai bị đau lưng không? Có chứ. Đau chỗ nào ạ? Sinh xong á là thường hay bị đau ngay cái thắt lưng á. Cái đáy lưng. Giữa lưng xuống thắt lưng. Thường xuyên thắt lưng với cổ vai gáy. Đau thắt lưng với cả cổ đấy là do mình ngồi sai tư thế á. Xong rồi là cái phần cơ bao quanh cột sống của mình ấy, multifidus, đấy là tên của nhóm cơ, nó không được khỏe. Nó không dựng được cột sống lên, thế nên là trọng lượng nó dồn vào cột sống thì lâu ngày nó sẽ bị đau. Thoái hóa cột sống đúng không? Thì cái cách tốt nhất đấy là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng để đến lúc mà mình bị nặng rồi thì lúc đấy mình đi chữa nó rất là tốn kém ấy. Mà các chị thấy bao nhiêu là ông bà bố mẹ của mình đi chữa ấy, rất là khổ mà vẫn đau. Mình phải sửa từ bây giờ luôn cái tư thế mà chúng mình ngồi. Nào bây giờ mọi người hãy ngồi thẳng lên nhá. Hai chân đấy hướng thẳng về phía trước được chưa? Khi mà mọi người ngồi ấy, mọi người hãy nhớ là chúng ta ngồi thẳng lưng và hãy cảm nhận hai cái xương ngồi của mình, hai cái cục xương mông ấy, phải ngồi thẳng lên trên cục xương mông đấy, chứ không phải là mình ngồi ưỡn về phía trước đâu. Đó chị nhá, chị ưỡn nhá. Quen ưỡn ấy.
Tôi ngồi trên hai cục xương ngồi ấy, nó không dựa nha chị. Không dựa nha, đúng rồi. Xoay vai thẳng ngực lên. Mình hơi hướng cái ngực và kéo cái đỉnh đầu của mình lên trần nhà. Nhưng mà mắt nhìn thẳng về trước, từng trợn lòi mắt ra thế ạ. Rồi, ví dụ bây giờ mình xoay ngang như này này, cổ của mình. Đấy, thông thường ví dụ mọi người tưởng tượng đây là một bức tường đúng không? Thì cái phần giữa của đầu này nó phải chạm vào bức tường đấy, tức là chị phải hơi đẩy đầu về phía đằng sau một tí, đẩy cằm về đằng sau ấy. Đẩy đầu lên trên cuộc sống của mình. Vừa thôi chị. Vừa thôi. Đúng rồi, hơi đẩy cằm về sau. Mọi người thấy khác không? Mọi người sẽ thấy cái gáy của mình nó đỡ mỏi ấy. Còn thông thường nếu mà mình ngồi bình thường ấy, mọi người sẽ hay bị mỏi gáy. Được không chị? Đúng không? Đấy. Thế xong rồi bây giờ nhá, thử này. Ngồi một lúc thì mình sẽ đưa tay phải lên. Mình ngồi đúng tư thế nó cũng mệt luôn đấy mọi người. Hít vào đưa tay phải lên, ôm lấy đầu của mình. Rồi thở ra nghiêng đầu qua bên phải. Giãn cái phần cơ, cơ cổ ra này. Thả lỏng cái cổ. Chị phải thả lỏng ra. Chị càng thả lỏng thì nó càng không gãy. Nếu chị gồng lên là nó gãy thật đấy. Đổi bên này, hít vào. Rồi dùng lực của tay để ấn mạnh đầu xuống, thở ra thả lỏng hạ cả cái cơ cổ, thả lỏng hẳn ra nhá. Đấy, được rồi, bây giờ thử một bài tập nhá. Bây giờ ngủ, tập cho cổ linh hoạt hơn này. Đưa tay phải về phía trước cầm. Rồi, tay phải về phía trước cầm. Cái đó là ngón trỏ, tay phải là nguyên bàn nè. Thế nào cũng được. Thế nào cũng được. Rồi để sát vào một tí. Giờ bây giờ mình giữ cho cổ dạ, mình cái mặt của mình thẳng nha, nhưng mà mình cầm vào đưa về vị trí cũ. Nhưng mà mặt vẫn phải thẳng chứ không được ngửa như vậy nhá. Đúng rồi, đúng. 10 lần. Ồ, cái này giống giống Ấn Độ quá vậy. Tay giữ nguyên. Ta làm ngang bơi. Không, em ngang là gãy cổ luôn á. 6. Dài ra. 7. Cái cổ bị nhiêu kêu dài chết luôn á trời. Hơn là còn thấy cái cổ. Cho tôi tiền. Bây giờ nó ra không được. Cho tôi tiền tập luyện đi chị. 8. 9. Bắt túi tiền hoạt động này. 9,5. 9,6. 9,7. Không ngửa cổ, chị đang ngửa cổ rồi. Giữ nguyên cái đầu, đưa cằm về phía trước. Rướng, rướng. Đúng rồi. 10. Rồi, đẩy cằm trở về vị trí cũ đi. Cổ hơi đẩy về trước rồi. Không có. Đây, đây nhá, nhìn này này. Đấy, đúng rồi. Ngồi như thế mới thẳng. Ừ, cái này giống tôi thấy con bự củi quá vậy. Đưa tay lên nào. Cổ tay nha. Chúng ta để chéo sang bên trán bên phải. Trán bên phải. Giờ xoay mặt về phía tay. Tay chéo về phía bên góc bên phải. 45 xoay độ mặt ấy. Về phía tay của mình 45 độ. Đúng rồi, bây giờ mình chạm trán vào tay. Sát tay vào tí. Sát tay vào mặt một tí. Tiền nó phải làm khó. Rồi làm với chắc búa được Ấn Độ. Lúc này học sinh này không dạy được đâu chị ơi. Không cải thiện được. Học sinh cao bị cả. Học sinh vừa tập vừa chê bai bài tập của cô giáo. Không phải tại một mình cân luôn cô giáo. Cổ thì ngắn, phần tay thì đưa ra quá không có ghép lại được. Thôi bây giờ chị làm này đấy, hợp lý. Rồi 3 lần nữa nào. 3. Sát tay vào chạm hẳn vào đi chị. 2. Ai làm được 1. Rồi 1. Rồi đổi bên nào. 5 lần bên kia bắt đầu. 5. Ê mỏi luôn cái tay luôn nha. 4. 3. 2. 1. Rồi, ok. Ê, cái này về nhà kêu chồng dán tiền lên đây để cái trán dán bằng keo hai mặt. Đúng rồi. Tình là dính rồi. Là thấy luôn. Thôi được, được. Cái nào mà gán gán đó để tiền lên coi mình gán thôi. Mình gán lấy. Xong mọi người có thể dùng tay đặt lên trên phần đốt sống cổ, bóp cho cổ và vai được thư giãn nhá. Bóp mạnh vào cũng dễ chịu đúng không? Và trong lúc mà mọi người ngồi hoặc đi đứng thì lúc nào mình cũng phải siết chặt cơ bụng lại. Nó sẽ giúp bảo vệ phần cột sống của mình. Với lại khi mình tập thể dục với ông Hana thì mình phải, ví dụ mình nhận động tác gì thì mình phải giữ cột sống. Đúng, ví dụ lúc nào mình cũng phải, giữ cột phải, sống. Lúc nào cũng phải giữ là kêu siết eo lại đúng không? Đúng, lúc nào cũng hóc bụng siết eo để cho cái cột sống của mình nó nâng lên và được bảo vệ. Chị đúng rồi, thế còn nếu không thì mình để cột sống mình luôn vậy thì mình dễ bị đau lưng. Đúng. Đấy là bài tập chi? Tư thế đấy. Bữa mới nghe Hana nói về trên diễn đàn của mình của Hana đó. Thế là mình để ý theo chứ hồi xưa cũng giật, người ta giật sau trụ giật quá trời luôn, đau lưng quá má ơi. Đó là mình giật theo người ta mà người ta giật không có bị đau mà mình giật bị sốc không? Mình giật sai tư thế. Trời thiệt đau khổ ghê. Tập luyện thường xuyên sẽ giúp giảm đau mỏi, sự thoái hóa cột sống. Đúng rồi. Mà quan trọng là sống bài tập tư thế ấy, các chị nhá. Người ta nói là cột sống khỏe sẽ quyết định tuổi thọ của mình đấy. Đúng. Tại vì sao kêu nó là cột sống, nếu mà không có cây cột là không có sống luôn á. Đúng rồi đó. Tips của chúng ta ngày hôm nay đây là kết thúc rồi.